Mai Vàng núi Bà Tây Ninh xin kính chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 22 tháng 4 âm lịch năm Giáp Thìn. Buổi sáng xin chúc sức khỏe đến tất cả các bạn. Cái tiêu đề hôm nay tôi muốn gửi đến tất cả các bạn theo cái phần câu hỏi của anh bạn ở trên Zalo. Anh bạn hỏi như vậy. Cái mùa mưa, thí dụ tối nay mưa, nhưng trưa qua thì ngày đó mình đâu có tưới, tối mưa ha, thì qua ngày sau mình không có tưới, thì qua ngày sau dắt trưa đó, cây mai này nó rủ lá, nó sụ lá non, cái đọt non, như vậy thì nó có thiếu nước hay không, hay nó bị trong cái trường hợp dư nước, thì đó là cái tiêu đề mà tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì nó có nhiều trường hợp các bạn. Bây giờ các bạn hỏi thì bây giờ tôi trong cái phần Zalo thì tôi trả lời, thì tôi chưa có trả lời là bị gì cái cây của mẹ bạn như thế nào mới trả lời được. Thí dụ như bây giờ cây mai của mình, cái bộ lá nó dày, đây là cũng đọt non này các bạn, đúng không? Mà trời mưa mà cái đọt non này nó sụ thì cái vấn đề mình mới xảy ra. Còn những cái đọt non mà các bạn mới ra nè, các bạn xem ha, bây giờ tôi phân tích luôn là đó là cái tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay, cũng như những cái mai này, đúng không? Thí dụ ngày mai trời mưa, hồi tối trời mưa thì qua ngày sau dắt trưa nó sụ không? Sụ. Cái này là nó sụ xong, nhưng mà khi chiều mát thì nó đứng lại, thì cây mai này làm sao các bạn? Không phải không có dư nước, là lý do là sư nó quá non, nó quá miểu. Nó quá miểu. Nè các bạn thấy nè, cái màu xanh của nó từ ở trong cậy nè, nó dài ra nó xanh lét. Cái trường hợp này thì bình thường, tại vì cái mùa mưa, cây ở ngoài mưa mà, thì nó hơi rủ nhẹ xuống vậy vào cái trời nắng trưa. Bởi vì hiện nay nó vẫn còn hiện tượng sốc nhiệt nha các bạn, nó chưa vào mùa mưa, nó mới có giao thời giữa mùa mưa và mùa nắng mà thôi. Do vậy nên ở tôi nè, ở chỗ tôi nè, tuy là mưa nhưng giác 12 giờ tới 2-3 giờ, cái giai đoạn trưa đó ha, thì nhiệt độ có 36 độ, trời rất là nó đứng gió mà nó oi bức lắm, thì những cái đọt mai này nó sụ xuống, sụ nhẹ vậy ha. Rồi, khi trời chiều mát nó đứng lên thì cây mai này tôi mình cho là nó bình thường, các bạn đừng có lo. Bình thường. Do sốc nhiệt, cái nhiệt độ nó mát rồi nó cao quá. 36 độ là cao rồi. Mình ở trong miền Nam mình là ít có trường hợp mà 36, mà năm nay nó lên tới 40 bốn mấy, do đó mình gọi là sốc nhiệt. Không đến đổi là tại sao những cái cây mới ra lá non vậy? Tuy là mình cũng không có bỏ phân, không đừng có, cái này nó cũng không có phạm phân. Cái phạm phân để tôi chia sẻ luôn nè, nếu các bạn bị phạm phân thì cái đọt này nó sụ vậy, nhưng mà trời nắng nó nằm luôn, cái dư nước nó cũng vậy nha các bạn, nó nằm luôn vậy. Cái đó là hai trường hợp đó mình loại trừ ra. Đây là trường hợp sốc nhiệt, bởi vì nước thì nó thiếu thì nó không thiếu rồi, đúng không? Thiếu thì là nó không thiếu, là bởi vì trời hôm qua mới mưa. Thì mình nhìn lại cái đọt, nếu cái dàn đọt như vậy nè các bạn nhìn, từ cái cậy này, cái này là mình nhìn mình biết nè, từ cái cậy này nè, nó xanh nè, nó xanh lè, đúng không? Thì nó yếu. Còn những cái trường hợp vậy các bạn thấy nè, cũng là cái đọt non, đúng không? Cũng là cái đọt non đây nè, nhưng mà ở trong này nó đen, đen nè, ở ngoài này nó xanh con khúc vậy, thì cái này nó không thể mà sụ được. Các bạn đồng tình chưa? Nếu các bạn không đồng tình thì cứ chia sẻ ngược trở lại, và tôi khẳng định với các bạn là cái này là do sốc nhiệt thôi. Thứ nhất là mình kiểm tra cái đó, là mình rất kỹ, các bạn kỹ như vậy là tốt thứ nhất, nhưng mà mình phải biết được đặc tính của cây mai. Một lần nữa các bạn xem những cây mai sụ khoảng vậy không, nó xanh nè, nó xanh lè, từ ở trong mà nó xanh ra tới ngoài luôn, thì cái đọt này quá miểu,
nó xử không được. Thì thứ nhất là mình kết luận là gì? Sốc, sốc nhiệt. Nếu tránh vào cái mùa mưa, khi trời bằng đêm mưa rồi thì bằng ngày cái nhiệt độ nó chừng như 32, 33 độ, 34 độ, 30 độ thì nó bình thường. Còn cái này khi đêm mưa trưa nó trời cái nhiệt độ nó lên tới 36 độ lận. Và cái này nó non quá đi. Do vậy nên nó sụ là bình thường. Và một lần nữa tôi nói nè, nếu và cái trường hợp đó là thứ nhất là mình khẳng định là gì? Không phải thiếu nước. Bị mới trời mưa mà nước mà thiếu cái gì? Cái thứ hai là các bạn nó dư nước. Dư nước thì cái này nó sụ. Đúng không? Nó sụ vậy. Tức là nó dư thì nó cũng sao, cái chữ dư nó ôi nước. Là cây mai đó có vấn đề. Thì nó sụ vậy mà nó không đưa lên. Đó là trường hợp dư nước. Dư phân thì trường hợp nó cũng như vậy, mới dư phân thì cái này nó quẹo xuống. Trời nắng nó quẹo xuống rồi nó nằm luôn. Nó không lên. Là dư phân, nhưng phân dễ gì mà dư được? Là tại sao? Trừ ra các bạn bỏ những loại phân mới. Còn theo cái chu kỳ của mình, bây giờ mình đi lên ha. Theo cái chu kỳ của mình thì gì? Quanh 25 tới 30. Nếu cái phần hữu cơ thì mình rải nắm mày lớn vậy. Quanh 25 tới 30, cái phần vô cơ, tức là hiện nay mình rải đáp á, thì một muỗng ăn canh. Thì xuyên suốt nó thời gian nó đã như vậy rồi thì làm sao là dư? Phải không? Nó đã phát triển bình thường rồi. Và gọi là dư nước thì gọi là dư phạm phân thì nó không phạm phân. Như vậy thì mình kết luận. Như các bạn bị sốc nhiệt không sao hết. Và cái trường hợp cái đọt các bạn phải xem. Đúng không? Rồi. Thì cái đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Thì bây giờ thí dụ cái này một lần nữa mình xem nè. Cái đọt này nè nó không sụ được. Đang thui à. Nè. Cái nhánh nó nè. Dây thì sao sụ? Nhưng mà những đọt này sụ nè. Các bạn thấy nó xanh lét quá dài, nó sụ hơi vậy thôi. Rồi. Sốc nhiệt ha. Rồi, đó là mình kết luận tiêu đề ngày hôm nay. Thì bây giờ mình bổ sung thêm nè. Hiện nay sâu thì nó gần qua tháng 5 là gì? Cái mùa mà sao các bạn? Mình sửa tàn, tạo dáng. Sắp sửa ha. Thì hiện nay có những bạn chia sẻ này là chia sẻ vui nha, chứ tôi không phải tôi làm vậy nha. Thì cái sâu gì mà tôi xịt các bạn ơi, chưa đầy một tuần mới có 5 ngày phải xịt lại. Rất là tốn kém. Nếu các bạn nuôi 1-2 cây thì nó là bình thường. Còn tôi ở đây ở nhà nè, gần 60-70 cây. Ở trong vườn thì 1.000 cây tôi nói ấy đi ha. Mỗi lần vậy thì mình xịt tốn tiền dữ lắm. Thì có các bạn lính chơi ha, cũng gợi ý với tôi như vậy. Cái này là mình không nên làm, nhưng mình gợi ý cho. Con sâu á, khi phát hiện sâu nó ăn nè. Ha. Nếu các bạn để vậy trong vòng 3 ngày thôi, cái này nó còn cái gì à không? Các bạn có đồng tình chưa? Cái vụ sâu này thì đúng rồi đó, không có ai mà cãi được hết trơn ở đây nè. Nếu các bạn không xịt để vậy 3 ngày sau, nó còn cái gì à vậy? Thì có những bạn phân tích như vậy. Sâu thì nó không có hại. Mình nhìn nhận đâu các bạn. Cái sâu nó dễ lắm, khi nó ăn cùi cái này hết. Mình xịt thuốc 3 ngày sau là bung đọt non. Bởi vì nó ăn trực tiếp. Nó ăn thôi, cũng như mình xé cái này nè. Mình xé cái lá gì, cái đọt non vậy thôi. Nó không có hại gì cho cái cây mấy. Nhưng để lâu thì nó không phát triển được, nó mới hại. Còn cái tức thời thì nó không hại mấy. Có bạn nó chia sẻ là để cho nó ăn trụi luôn. 3-4 ngày sau, 5 ngày sau cái mình cắt cái trụi cho bỏ. Được không các bạn? Tôi thấy nghe cũng hơi ngán đó chứ. Thì thôi thì đó là cái chia sẻ cho vui đó các bạn à. Thì nó tới lá già rồi. Thì tháng này chưa hại. Cái tháng này là cái tháng nó tạo lá đó, chưa có hại. Nó giống như mình cắt vậy đó. Nhưng mà tôi để không được các bạn ơi. Các bạn đó chia sẻ chơi cho vui, lại nhà chơi. Thì các bạn đó có cái ý tưởng vậy thì tôi chia sẻ thôi, vui à. Mà nó đúng vậy, khi cái này nè nó ăn trụi hết trơn, các bạn cắt theo nó thì cái dáng của nó có thể thôi ha, nó chuẩn lại. Và mình sửa sơ là mình đỡ được một cử phần, mình cũng mấy trăm ngàn chứ đâu ít đâu.
Nhưng mà tôi thấy cái đó là không được các bạn ơi, thôi xịt đi. Tốn tiền tốn chứ mình phải xịt để cho cái lá của mình khi mà nó ăn rồi nó tủi lủi dần thấy ớn lắm. Nó không có vừa mắt mình đâu. Thì cái đó là cái bổ sung cho nó vui cho cái clip ngày hôm nay. Nhưng chủ yếu là gì? Xù cái đọt cây mai. Khi cây mai ngày mai, ngày hôm qua trời mưa, tối trời mưa, trưa ngày nay, trở lại ngày nay thì cái lá này xù. Xù nhẹ vậy. Khi nắng thì nó ngóc lên. Là cây mai bình thường do bị sốc nhiệt. Rồi. Không có kết luận là thiếu nước được, bị hồi tối trời mưa lớn. Thì trưa ngày mai tại sao nó xù nóng quá? Nó bị sốc nhiệt thôi, nó sẽ đứng lại. Còn những dạng mà xù hoài vậy thì nó gọi là dư nước nó cũng đứng lên nữa. Nhưng mà ôi nước, cái chậu mai nó ôi nước là cái gì? Ôi, tại sao gọi là ôi nước? Cái lỗ đáy của cái chậu nè, bất cỡ cái cỡ gì, nguyên nhân gì, nó bị bích cái chậu đi, cái nước nó trữ y như là mình chứa nước ở trong cái chậu vậy đó. Thì cái đó nó gọi là ôi nước. Thì cây mai của mình nó sụ luôn. Và dư phân ha, hay là phạm phân thì cây mai mình nó sụ luôn. Đó là cái đại khái của tiêu đề ngày hôm nay. Nhưng cái trường hợp chúng mình chia, tôi và các bạn cùng chia sẻ là cây mai vẫn bình thường mà nó sụ lá là do nguyên nhân đó. Và một lần nữa tôi chỉ các bạn này. Cái nhánh non này quá dài đi ha. Cái lực nó khi mà nó bị, mình gọi là gì, nó bị là sốc nhiệt á, thì nó chịu không nổi. Cái này nó nè. Còn những cây mai kia người ta nó đen thui từ trong này đen ra cũng vậy thì chịu nổi. Thì đó là tiêu đề tôi muốn gửi đến tất cả các bạn ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở clip sau.